may thì có chống đổ. Quá đừng nổ máy nha, chảy xăng kìa. Chảy xăng hay chảy nước gì á? Nước. À, ok. Sao? Holy shit. Hello các bạn, bây giờ mình đi tour nha. À, đi tour với mấy cái anh gọi là anh già. Lâu quá không quay video thành ra giờ nói chuyện nó lắp bắp, các bạn thông cảm nha. Lu bu. Mình không có soạn kịp đồ á. Tại vì bây giờ là các bạn thấy nè, 4 giờ 47 phút. Nhưng mà hiện tại thì mình bị trễ con mợ nó rồi. Là mình đang bị trễ á, ra là mình sẽ tranh thủ hết mức có thể. Cái tour lần này là cái tour mà An Giang bảy núi á các bạn. Các bạn nhớ không? À, các bạn biết cái tour này không? Nơi cho em đầy bình 95. Nghe anh ơi. Mày có cục quen em ấy? Không, em đang ở ngoài đường anh ơi. Em đang đổ xăng, em chạy qua tới nè. Hả? À, đi phượt anh. Chờ tại cái giới tính của mình. Rớt không? Sao rớt được? Tao có dây nè, mày có cần không? Thôi được, không sao đâu. Để dây cho nó nhẹ xe. Vậy mà nó không bao giờ rớt nha. Em đi em trả về em buộc nè đó. Anh có hai cọc dây vàng đó, mày có cần không? Cho chắc chắn không? Không, không cần đâu, nhưng mà anh cho thì em lấy. Anh Hà khéo lo. Nó đâu rớt được. Nó vậy nè. Đó, đo tối đa của nó là vậy nè. Sợ nó rớt cái yên thôi, không sợ rớt cái túi. Đủ hết chưa anh? Còn một thằng ZX10G. ZX10G. Đó, mình tới đây là lúc 5 giờ 10 phút. Và 5 giờ 11, 12 phút gì đó. Rồi ngồi đợi anh tới giờ là 30 phút. Mình đợi cái đi trước luôn. Sáng sớm bật đèn chưa anh? Em hỏi anh là sáng sớm bật đèn chi cho nó tốt bình. Hợp lý. Thì chúng mình bốc số lắm rồi. Cái ngày đi mà để đèn.
tới điểm ăn sáng hay chụp hình cái đi. Chụp về sao rồi bây giờ ném lên trên. Một sườn cây bị trứng. Dạ, dạ. Một hồi nãy kêu rồi đúng không? Dạ, một ly cà phê sữa đá. Dạ. Với lại một ly trà đá. Dạ dạ dạ. Ủa, ông đóng cho bạn này 2 triệu nha. Rồi cái này là này là kế toán đúng không? Kế toán. Ok, kế toán. Nhưng mà kế toán này không làm nhũng nha. Này kế toán cẩn thận nha. Em tên gì? Dạ, em tên Hoàng. Dạ, Hoàng, Hoàng xem vlog. Ok. Dạ. Này là trợ lý. Trợ lý cho có 2 triệu đi nha anh. Thiếu đủ tính sau. Dạ, Đức, Đức, hello, chào anh, chào anh. Dạ, á, đau nhẹ này, em mới tập đi. Già nhất, cũng lấy chua. Dạ, ok. Anh nhìn cái đồ già là gì? Nhạc cái gì? Đây là anh Di Mập. Anh Đức. Mập nhất, Di Mập, một can 650. Di Mập. Ủa, 650 hả? Vơ. À, em đi sau anh á, em đi sau anh á. Đây là anh Nam. Dạ, anh Nam, hello anh. Anh chạy cái con... chốt đoàn. Con 1250 á, con chốt con Versys 250 á. À, vậy nãy là anh chạy sau em. Đây là Nghĩa, anh Nghĩa. Dạ, anh Nghĩa. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đó. Dạ. Thằng này, anh này là anh Phan Tèo. Anh Tèo. Chạy GS 1002. Để em coi trong này nữa chứ không thằng nhớ. Này là thằng Vinh Khỉ. Ok luôn. Versys 650. Ok luôn. Nên là chắc chắn là sẽ biết rồi nè. Còn đây là anh Hiệp Thomas. Chạy con chạy ẩm Su Chiêm 900. À cái con áo vú đúng không? Áo vú. Ok. Mình nói thẳng vậy dễ à. Anh kia là ra đây. À, giới thiệu. Giới thiệu cho bạn mới, bạn làm quen. Dạ. Giới thiệu đi. Quen thì em á, em quán đó. Hello, hello, chào em, chào anh. Chào anh. Ok, cảm ơn anh. Sáng uống cà phê rồi bạn, bây giờ uống lại miếng. Uống để gọi là tỉnh táo xíu. Hôm qua ngủ có 2-3 tiếng rồi. Ok, ăn xong rồi, đi các bạn. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn nha, xe mình đó là cái xe mà nhỏ nhất ở đây là 150 phân khối. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn luôn là xe mình cái bô lớn nhất ở đây luôn. Mấy anh nói vậy á chứ mình nói đâu nha, mấy anh nói á. Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng không? Đúng không? Cũng đáng mới tự hào các bạn. May có chống đổ. Quá đừng nổ máy nha, chảy xăng kìa. Chạy xăng hay chạy nước gì á? Nước. À ok ok. Sao? Holy shit. Cắt ly rồi cái kia phải tìm cách. Để em lấy cho. Này về đấu lại được mà. Thay cái đèn mà. À. Cắt về để coi nó chạm không anh? À không chạm đâu.
Chịu gì nổi, thấy ảnh luôn cứ chạy 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 không mày sao chịu nổi. Băng qua cầu mà cái xe tao mà băng lên trời luôn rồi. Em thấy anh rồi, yêu yêu. Không biết có quay được không nữa. Sao mà quay gì chứ nổi không? Hả? Ủa thoải mái. FZ mà. Trời phục mà nó ép mà nghe cặp bài học luôn. FZ nó phục tốt lắm. Có tiền để làm gì các bạn? Có tiền để làm cái gì đúng không? Mua Adventure chạy các bạn, Versys các bạn. Đây, con này chạy mình thấy nó cứ về, về. Còn của mình cũng vậy nè. Còn xe mà ổng là về. Nó nhẹ nhàng ghê luôn. Chiếc này mình đứng kế bên FZ thôi, FZ như còn đẻ luôn á. FZ nè. Nó nè. Ngày mai đi về là đi đường kia ngon hơn, đẹp hơn. Đường đi đường băng vậy? Giặc viên á, cái đường băng xong xong. Đường băng, đường băng ấy. Còn cách đó 30 cây nữa, còn cách bà họ 30 cây. Nhưng mà để nghỉ xíu.